Thầy tôi tài đứng ven mười, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Thầy thường khuyên nhủ bảo tôi khi ăn lúc nói, đứng ngồi oai nghi, đừng nên nói lời thị phi, bước đi tội lỗi sân si đau buồn. Thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Thầy tôi rất mến thương người, nhưng người già yếu cuộc đời đơn côi, được thầy che chở dưỡng nuôi, chăm lo sớm tối hơn là tình thâm. Gần xa thơm ngát ơn thầy, trong thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa. Lòng thầy biển rộng bao la, chăm lo Phật tử như là đàn con. Cười trên môi, thầy thường khuyên nhủ bảo tôi khi ăn lúc nói, đứng ngồi oai nghi, đừng nên nói lời thị phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn. Thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Thầy tôi rất mến thương người, những người già yếu cuộc đời đơn côi, được thầy che chở dưỡng nuôi, chăm lo sớm tối hơn là tình thâm. Gần xa thơm ngát ơn thầy, trong thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa. Lòng thầy biển rộng bao la, chăm lo Phật tử như là đàn con. Lòng thầy biển rộng bao la, chăm lo Phật tử như là đàn con. Oh.
Hùng Chủ Hợp Phương Hợp, Nam Mô Hùng Chủ Hợp Phương Pháp, Nam Mô Hùng Chủ Hợp Phương Tây, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chắc cô chú anh chị các bạn trong các video cô chú anh chị các bạn cũng chưa có biết rõ gì ngôi chùa Long An ở đây như thế nào. Thì hôm nay cái video này thì kênh xin sẽ chia sẻ sơ lược về ngôi chùa Long An ở xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Ở đây nó có gì? Nếu mà phía bên hướng tay trái đây thì đi thẳng khoảng hơn một cây số sẽ có một cái nhà thờ. Và phía bên đây khoảng 600 mét tầm cái chùa Nam Tông, 600 mét thôi, ngay đường rẽ vô. Và đi thẳng lên trên nữa là có thêm những đạo cao đài rồi rất là nhiều. Thì cho nên một cái ngôi chùa ở đây là nằm kẹp giữa nhiều đạo. Thêm một cái chi tiết rất là quan trọng, chùa Long An đã được thành lập trước năm 1975 do cố hòa thượng Thích Thiện Quang, trụ trì đời thứ nhất, đã xây dựng một nơi mộc xây lúc trước khi mà thành lập thì một cái am nhỏ thôi. Do chiến tranh tàn phá, sau khi giải phóng xong, chùa Long An đã bị mất đi trên trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chỉ còn lại một cái bảng và trên dây mặt giấy tờ. Thầy Thích Như Đạt đã muốn khôi phục lại ngôi chùa ở đây, về đây để khôi phục ngôi chùa Long An ở xứ kêu là xứ đạo Thiên Chúa nơi đây. Tổng diện tích chùa Long An thì trên 6,6 ngàn mét vuông, thì thầy xây rất là khép kín. Nếu bề ngoài chúng ta nhìn vô á thì chúng ta có thể nói là ngôi chùa này rất là đẹp, rất là lớn, nhưng mà thật sự khi mà chúng ta bước vào chùa thì không gian nó rất là nhỏ. Nhưng mà do cái bố trí của vị trụ trì chùa Long An ở đây nên khuôn viên của ngôi chùa nhìn rất là gọn gàng và khang trang. Thật sự phía trước chúng ta có thể là nhìn thấy đây là hai bên đường đi vào thì là những hiện thân của 84 trong kinh chú Đại Bi. Thì chúng ta đi thẳng vào trong đây, bên đây là phần chính điện, hiện giờ đang sửa chữa. Thì những video trước thì mọi người cũng đã thấy trong phần chính điện. Khi mà bước vào chúng ta sẽ thấy là phía bên tay trái đây là tháp, để mà tháp của vị trụ trì, để cái tháp này mình chỉ để hài cốt thôi chứ không có chôn của các vị đại trụ trì. Bên đây là nhà khách Trai Tăng, phía trước mặt chúng ta là Tam Thế Phật. Thì Tam Thế Phật này được cao là 5 mét, được cao 5 mét. Còn phía bên kia đây là cũng nhà tôn, tất cả là nhà tôn này, thầy cũng ốp gạch mặt thôi. Rồi nhìn rất, nó rất, bên đây cũng là nhà tôn, cũng là để thờ. Thẳng vô trong là có một cái nhà dãy lầu cũng được cất tạm bợ thôi chứ không nói lớn. Mà ví dụ nếu nhìn trên hình ảnh video có thể là nói chúng ta sẽ dễ bị ngộ nhận ngôi chùa này lớn hoang trang thật sự. Thầy chỉ lập đơn sơ cột rồi dựng lên rồi sắt kẹo qua lập tôn bình thường thôi. Đây là nhà giảng, nhà giảng bên đây thì có thờ Tam Thế Phật. Và một điều đặc biệt ở nhà giảng ở đây, nơi đây chúng ta có thể nhìn thấy một khoảng trống nơi đây, đây là để văn hóa phẩm Phật giáo và nơi cúng quần cầu siêu. Nhưng mà đặc biệt ở đây, ở đây là nơi thầy làm từ thiện, phát quà từ thiện cũng bên đây. Nếu ai mà sống trong nghịch cảnh, những hoàn cảnh khó khăn, không người thân, thầy đem về đây làm đám và chôn cất luôn. Đặc biệt cái chỗ đó, chú pháp danh là gì? Con pháp danh là Long. Long hả? Dạ. Hồi đó là ở đây là nhà gì? Nhà lá. Nhà lá hả? Dạ. Ở đó là mấy chú ngủ đây. Dạ. Rồi xuống vụn dở. Dạ. Sao dở vậy? Nó sập á. Bị sập rồi xuống vụn dở. Dạ, rồi xoay cái này. Phải không? Dạ. Thì cũng như sắp lại. Mà hồi đó ở đây làm đám mấy lần rồi? Làm đám ở đây. Làm đám mà cho những người mà người ta mất á? Hai lần hả? Những người đó không có thân nhân? Dạ.
Vừa rồi thì mọi người cũng nghe một cái chú tiểu cũng lớn nhất ở trong chùa. Thì năm nay chú bao nhiêu tuổi? Chú bao nhiêu tuổi? Dạ con 12. 12 tuổi hả? Chú tiểu 12 tuổi kể nơi đây. Đây là thầy xây nè. Và chính nơi đây là nơi mà thầy làm thiện nguyện, tất cả những thiện nguyện mà thầy làm bằng cái tâm. Cái tâm như thế nào? Có rất nhiều gia đình không có đất đai, khi mất đi cũng không có nơi chôn cất, thầy đã đem về đây, đi xin hòm từ thiện khắp nơi để mà làm đám cho người đó và tụng kinh cho người đó luôn. Mà không phải tụng kinh đến khi mà chôn không đâu mọi người, mà là tụng kinh tới 49 ngày hàng tới mỗi lần tới kêu cúng thất á, mỗi lần thất là thầy đều cúng cho tất cả những vong linh. Thì ở đây thầy đã đem được hai người là không có nhà để làm đám, đã được thầy cho phép đem vào đây, và thầy là người đứng ra tổ chức tang lễ cho người đó luôn. Đó một cái điều đặc biệt. Cái điều đặc biệt thứ hai nữa, khi gia đình mà ai muốn gửi vong linh vào đây thì đặc biệt gửi vào đây thầy không tính bất cứ một phí nào, cũng không đòi hỏi người đó phải trả bao nhiêu tiền. Không đòi hỏi người đó trả bao nhiêu tiền, cứ đem vong linh vào đây, và hàng mỗi buổi chiều sẽ được các chú tiểu ở chùa đây hương khói để mình tiến sâu lại đây. Đây là nơi đây thầy có để một cái bảng, đó là nhà thờ bá tánh trăm họ, và phía bên trong là tất cả những vong linh được về đem về đây, và thầy không đòi hỏi gia đình thân nhân đó phải cúng dường hay cúng chùa, cứ đem vào đây. Và nhang khói thì chúng ta sẽ được những chú tiểu ở đây đó nhang khói hàng tuần. Trước khi mà bước đi lên phía trước một tí, đây là khu trai đường, thì mỗi khi mà tổ chức chùa có tổ chức những khóa lễ trai đường hay gì đó là sẽ được các thầy sẽ được ngồi đây để làm lễ trai đường ở đây. Đó, ngôi chùa đây là hết. Còn phía xa xa kia là phòng của các chú tiểu. Hiện giờ thầy ở đây, thầy có nuôi 5 chú. Cái chú đó là lớn nhất. Chú đang quét là chú lớn nhất. Còn hai chú bên kia đang đánh cầu lông. Đây là thêm 3 chú nữa. Ra coi mắc cỡ gì mà núp trỏng. Đây, hai chú đây. Nè, chào mấy cô với các con, chào mấy cô mấy chú coi. Sao chúc cô mấy cô mấy chú sao? Chúc mấy cô mấy chú sao? Chúc mấy cô mấy chú mạnh khỏe. Làm ăn gì? Làm ăn phát tài. Có nó làm ăn phát tài được mua sữa cho con không? Đây, có chú năm nay nhiêu tuổi? Năm nay con 11 tuổi. Học lớp mấy? Dạ, học lớp 5. Lớp 5 hả? Chú Đà. Con pháp danh chú Đà hả? Tên Hoa Đà hả? Đây là pháp danh đặc biệt là Hoa Đà. Không biết sao mà thầy lại đặt tên là Hoa Đà. Năm nay chơi chú bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con 11 tuổi. 11 tuổi. Đâu rồi, còn cái chú kia? Chú nhiêu? Dạ, năm nay con 11 tuổi. Quý vị ơi, đặc biệt cái chú này có một cái biệt tài là mở ổ khóa. Chú chia sẻ cái chú học được ở đâu mà biết mở ổ khóa hay gì? Chia sẻ thiệt hả? Chia sẻ thiệt cho nói đi. Con tự khóa được. Tự khóa được luôn, tự mở được luôn. Mà học ai chỉ coi, ai chỉ chú mà chú làm được? Không có ai chỉ đó. Mà sao chú mở được? Quý vị, cái ổ khóa mà ổ khóa số quý vị, bất cứ quý vị mua ở ngoài tiệm, quý vị đưa cho chú, trong vòng 15 phút chú sẽ mở xong ổ khóa đó. Đặc biệt mà chú vô, mỗi lần vô chú là coi nhà vong đúng không? Nhà vong là chú coi hay ai coi? Dạ, chú Bảo coi. Chú Bảo coi hả? Rồi chú coi như đâu? Chú con coi chơi đường. Đường hả? Nhà vong là chú Bảo hả? Đặc biệt là đây là một cái nhân tài. Hôm nào là sẽ thử thách với chú. Thử thách có thưởng. Mở khóa được thưởng bánh ăn. Ok ha.
À, đây này chú Bảo đây, chú Bảo coi nhà dông. Coi nhà dông đúng không chú Bảo? Đúng. À, à, chú Bảo này à, quý vị, chú Bảo này đã thầy không thể nào cho đi học. À, lý do chú ngày xưa còn nhỏ chú đã bị mắc chứng bệnh trầm cảm. À, dễ hành những có hành những hành vi rất là bạo lực. Nhưng mà khi mà về thầy, thầy cho tụng kinh, niệm Phật và giữ nhà dông đến bây giờ đã hòa nhập cùng bốn chú tiểu kia. À, cái đó là cái này là thầy không phải là thầy là người chữa bệnh nha mọi người, nhưng mà thầy có cách để mà làm cho chú này hòa nhập với những chú tiểu khác. À, bây giờ là rất là ngoan, thì nghe đâu là thầy sẽ sửa, thầy sẽ cho đi học. À, còn đây là nhà bếp, đây là nhà bếp, những rau củ quả này thì có một cái chú ở chiên đi ra chợ sẽ gom những cái củ như thế này nè, người ta bán rồi xin về. Đây rau củ quả đây xin về để cho các chú tiểu ở đây có thể là thí dụ như củ cải đi, nó bị hư phần đầu thì sẽ cắt phần đầu bỏ, sẽ ăn phần dưới đây nè, còn phần đây hư thì sẽ cắt phần đây, đặc biệt là chú tiểu ở đây. Thì cái phương châm thầy khi mà thầy về đây thầy làm trụ trì, cái phương châm của thầy là để cứu độ chúng sinh. Mà cứu độ như thế nào thì khả năng thầy làm được gì thì cứ làm. Thầy luôn giang tay đón nhận những ai muốn về với đạo Phật, về với nói chung là một sự bình yên trong nơi tâm bảo dưới đây. Nếu mà chúng ta lúc mà chúng ta mệt mỏi, chúng ta cần sự bình yên, có thể về đây ở cùng thầy, ăn cơm cùng thầy, quét chùa đó, chăm đốt nhang cho Phật, tụng kinh bao lâu cũng được. Đặc biệt ở nơi chùa này được có một cái điều đó,